Con nói không đúng ạ. Thư nó là trẻ con, làm sao tránh được những lúc hiếu động, cũng phải vui nhảy cùng bạn bè chứ. Sao cô ấy lại chơi cái Phương? Mà động một tí là cô lại mách mẹ. Thôi, con không tranh luận với mẹ nữa. Con ăn cơm này. Anh Hùng ạ? Nhà con, ai về trước người ấy nấu. Rồi, con ăn đây. Nhá. Anh có thấy em vô tích sự không? Có. Hả? À không. Vô tích sự gì? Mẹ vừa bảo em vô tích sự đấy. Sao không kể cho mẹ nghe những vụ án mà em đã làm ấy? Những vụ án đấy đối với mẹ chả có nghĩa lý gì đâu. Với mẹ ấy, một người phụ nữ là phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người vợ. Đấy là sinh con. Còn em thì... Em cũng đừng gay gắt với mẹ quá. Chẳng qua bà cũng mong có cháu bé thôi mà. Em biết là bà mong, nhưng mà bây giờ có phải là muốn có là có được đâu. Ít ra bà cũng phải để cho em tâm lý thoải mái chứ. Đằng này suốt ngày bà gây áp lực. Hay là em cho anh đi lấy vợ mới nhá. Được đấy. Chốt nhá. Chốt. Có khi anh đi lấy vợ mới lại sòn sòn 3 năm hai đứa ấy. Cũng hay đấy. Nhìn mặt hào hứng lắm. Cô thế đi. Thôi. Thôi ngồi xuống đây. Vớ vẩn. Lần sau đừng có đùa như thế nữa nhá. Anh không thích đâu. Em có đùa đâu. Anh đã nói với em rồi. Cứ thoải mái đầu óc lên. Rồi mình đi chữa tiếp. Mình mới làm có một lần thôi mà. Có những gia đình, người ta chữa tận 10 năm vẫn kiên trì đấy thôi. Em chả biết là em có đủ sức khỏe để làm tiếp hay không. Bây giờ em có con trẻ nữa đâu. Em không biết là bây giờ bầu bí thì như thế nào, sinh con ra sao. Tôi cũng chẳng biết là mẹ như thế nào nữa. Em đừng suy nghĩ quá. Cùng lắm là mình sinh con nuôi có sao đâu. Với anh ấy, em mới là quan trọng nhất.